để các đại Bồ Tát ấy biết đạo hay phi đạo mà mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu xuất hiện ra đời là một việc lớn, nghĩa là độ thoát vô lượng vô số vô biên hữu tình để đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù làm ra vô lượng việc lợi lạc cho người nhưng không chấp thủ vào đó. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù thị hiện làm sự nghiệp nhưng không chấp lấy sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không chấp lấy trí nhất thiết trí, cũng lại không chấp lấy những sự nghiệp của thanh văn độc giác làm ra. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù dẫn đầu tất cả chúng đại Bồ Tát để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, xa lìa địa vị thanh văn độc giác, nhưng đối với các pháp thì không sanh không diệt, vì lấy pháp